Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ group trong phần mềm Formix. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái khối như thế này. Các bạn thấy rằng hiện tại khối của chúng ta đang được tạo thành từ các mặt phẳng riêng biệt nó như thế này. Và đôi khi trong quá trình thao tác, chúng ta muốn nhóm các cái mặt phẳng này lại thành một cái khối thống nhất để khi chúng ta dựng hình tránh bị làm biến đổi cái khối này. Thì các bạn cũng có thể sử dụng lệnh group bằng cách các bạn sử dụng ở đây và chọn công cụ create group, tóm tắt là ALTG, và các bạn có thể kích chuột phải và các bạn chọn cái công cụ create group ở đây, tóm tắt là G. Thì các bạn thấy rằng khi chúng ta sử dụng lệnh đấy, các mặt phẳng của chúng ta nó sẽ được nhóm lại và cái group chúng ta đã được tạo thành. Các bạn có thể thấy ở mục Properties chúng ta có các thông số như là thể tích, hoặc các bạn có thể là cho nó cái tên, ví dụ đây là khối hộp. Đấy, như vậy chúng ta đã có một cái group tên là khối hộp. Thì cái công cụ create group này nó có tác dụng gì? Thì ngoài việc chúng ta tạo ra được một cái khối thống nhất từ các cái đơn vị riêng lẻ, thì việc sử dụng group sẽ giúp các bạn dựng hình rất là nhanh, tiết kiệm thời gian. Bởi khi chúng ta sử dụng group này, khi các bạn copy nó ra như thế này chẳng hạn, thì khi chúng ta chỉnh sửa một group thì tất cả những cái group giống nó cũng có tên là khối hộp, nó sẽ được biến đổi theo. Đấy, nó rất là nhanh. Thì cái này các bạn sẽ gặp rất nhiều trong các phần mềm, ví dụ trong CAD nó cũng có một cái gọi là block, hay trong SketchUp thì nó có cái đơn vị, cái tên gọi là component. Đấy, thì đấy là cái tác dụng chính của việc sử dụng group trong Formix. Ngoài ra, cái group này nó cũng hữu hiệu trong việc khi các bạn có những cái đối tượng nó nằm xung quanh nhau và việc lựa chọn các đối tượng rất là khó khăn. Như thế này chẳng hạn. Giả sử như ở đây mình sẽ không group nó nữa, mình tạo ra các đường thẳng như này. Thế giờ việc lựa chọn những cái đường thẳng này nó rất là khó khăn. Bởi vì nó giả sử ở đây không có group thì việc các lựa chọn những cái đường thẳng liên tục, các bạn thấy ở đây mình ấn tab nhé, đấy, thì nó sẽ rất là khó khăn. Chúng ta sẽ phải chọn từng cái đường thẳng nhỏ này. Tuy nhiên khi chúng ta có group rồi, mình đưa chuột lại đây, cái đường thẳng này sáng lên, mình ấn tab thì ngay lập tức nó sẽ tạo chọn cho mình các đường thẳng nó nối nhau như này. Đấy, các bạn có thể thấy. Đấy, nó giúp chúng ta chọn đối tượng rất là nhanh, không phải mất công thủ công nữa. Thì đấy là những cái công dụng đơn giản nhất của việc group trong phần mềm Formix mà các bạn nên sử dụng khi các bạn cần thiết. Nó sẽ giúp các bạn dựng hình nhanh và dựng hình thông minh, tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản về lệnh tạo đối tượng nhóm, tức là create group trong phần mềm Formix. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.